Xin chào mọi người, trong phần 4 trên 6 này chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cái cách viết của những cái từ mới ở trong bài 18 Chúng ta nên kiểm tra lại xem mình viết là chính xác chưa trước khi chúng ta vào trong bài nhé Và đến đây là kết thúc phần 4 trên 6 của bài 18 à, Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi cái video clip kế tiếp Xin chào mọi người